Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong nhiều giờ qua, bão số 4 di chuyển rất chậm và vẫn đang mạnh cấp 13, giật cấp 16, hướng vào bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Bắc Bộ và Trung Bộ đang có mưa to đến rất to. Cụ thể là hồi 10 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm bão số 4 vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km một giờ. Như vậy là trong nhiều giờ qua, bão số 4 giữ nguyên cường độ và di chuyển rất chậm. Đến 10 giờ ngày 8 tháng 10, bão số 4 đưa vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15. Cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 140 km về phía Nam. Đến 10 giờ ngày 9 tháng 10, bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ vị Bắc, 12,6 độ Kinh Đông, mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 13, cách bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc khoảng 230 km về phía Đông. Theo cơ quan khí tượng, trong 24 đến 48 giờ tới đây, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, 13, giật cấp 16, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này chịu tác động của gió bão mạnh, khu vực Bắc biển Đông sóng cao 2 đến 4m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4 đến 6m, vùng gần tâm bão sóng cao 7 đến 9m.